bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức âm nhạc cuối tuần được phát sóng định kỳ trên kênh YouTube của Việt Thương Music. Và trong chuyên mục này thì tụi mình sẽ tổng hợp cho các bạn tất cả những tin tức âm nhạc nóng hổi nhất trong tuần qua và sẽ đảm bảo rằng là các bạn không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức âm nhạc hot nào. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cực kỳ nóng hổi về Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP, một ca sĩ đang tạo nên cơn sốt trong thời gian gần đây với ca khúc Hãy Trao Cho Anh, sẽ cùng các đồng nghiệp dòng nhạc underground của mình tổ chức live show xuyên Việt. Trưa ngày 10 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh thì Sơn Tùng MTP đã họp báo ra mắt dự án Sky Tour, chuỗi đêm nhạc của anh và những người bạn ca sĩ underground. Sự kiện diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 7, Đà Nẵng là ngày 4 tháng 8 và Hà Nội là ngày 11 tháng 8. Đồng hành cùng anh là những nghệ sĩ như Just Study, Dreamastic, Tiên Tiên, Kimmy's, Cây Trần. Họ là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết của tôi trong giới underground. Tôi xuất thân từ underground nên hiểu và yêu thích tính cách làm việc, tài năng và âm nhạc của họ. Trong tour thì ca sĩ sẽ trình diễn những bản hit quen thuộc bên cạnh một số sáng tác mới. Anh đã làm việc với Onion, người phối hợp các bài Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh để thực hiện những bản phối mới cho loạt hit cũ. Tại họp báo thì Sơn Tùng MTP xuất hiện với vai trò chủ tịch công ty giải trí do anh thành lập. Ca sĩ mặc vest thể hiện hình ảnh chững chạc, chủ động dẫn dắt, chia sẻ những câu chuyện. Thưa các bạn, ca sĩ Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn, hai ca sĩ được rất là nhiều người yêu mến, đã lần đầu tiên thu âm chung với nhau ca khúc Rất Vui Được Gặp Nhau, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Rất Vui Được Gặp Nhau nằm trong album nhạc phim Chị Trợ Lý Của Anh của Mỹ Tâm, phát hành cuối tháng 5, sáng tác được fan yêu thích trong bộ phim điện ảnh Đầu Tay do giọng ca gốc Đà Nẵng đạo diễn lẫn đóng vai chính. Cả hai đã hoàn thành bản song ca trong vòng nửa giờ đồng hồ. Mỹ Tâm cho biết từng có nhiều dịp song ca trên sân khấu nên cô và Hà Anh Tuấn rất hiểu ý nhau. Ngoài ra họ còn quay ca khúc khá là đơn giản với hình ảnh của đôi ca sĩ ngồi hát, lồng ghép những phân cảnh tình cảm của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim. Thưa các bạn, Tâm Tố Bullet của Đức đã đến thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn trong chương trình Romance Across Europe Cảm Xúc Châu Âu được tổ chức tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 7 tháng 7 vừa qua. Tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, ba nghệ sĩ Đức sẽ trình diễn tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng Clara Schumann Đức, Paul Juan Nga và Antonin Dvorak Cộng hòa Séc. Bullet Trio thành lập năm 2006, đặt theo tên hai chị em nghệ sĩ lừng danh người Pháp Nadia và Lily Bollinger. Ba thành viên của nhóm gồm nghệ sĩ piano Carla Hattenquancher, nghệ sĩ violon Dragic Ease và nghệ sĩ cello Ilona Kait ở Hamburg, Đức. Họ từng đoạt nhiều giải thưởng, trình diễn ở nhiều khán phòng danh giá châu Âu hơn 10 năm qua. Buổi hòa nhạc của nhóm Tam Tấu Thính Phòng Bullet Trio là sự kiện mở màn cho Sài Gòn Chamber Music 2019, hội trại âm nhạc mùa hè hướng đến những trải nghiệm truyền cảm hứng âm nhạc, nhất là thể loại hòa tấu thính phòng cho các bạn trẻ. Và sau đây sẽ là thông tin về dàn nghệ sĩ violon nổi tiếng trên thế giới sẽ tham gia biểu diễn tại Việt Nam trong cuộc thi âm nhạc quốc tế violon và hòa tấu thính phòng Việt Nam 2019. Tại cuộc thi lần này, phải kể đến là huyền thoại violon người Nga, nghệ sĩ nhân dân Viktor Chetchikov, người từng đạt giải nhất huy chương vàng tại cuộc thi âm nhạc mang tên Tchaikovsky năm 1966 và các giải thưởng cao quý khác như giải thưởng Lenin Cosmos, giải thưởng nghệ sĩ toàn cầu do UNESCO trao tặng và các nghệ sĩ tên tuổi lớn khác như Stephanie James, Vimos Zalvadi, C. James, Matt Levinson, Kizan Sunli, Hona Testudi. Không chỉ tham gia cuộc thi ở vai trò giám khảo, mà những nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới còn trình diễn nhiều tác phẩm, hứa hẹn mang lại những âm thanh tuyệt đẹp, bay bổng, ấn tượng và bất ngờ thú vị cho khán giả trong đêm gala diễn ra vào ngày 6 tháng 8. Đây là lần hiếm hoi các thế hệ nghệ sĩ khác nhau ở các văn hóa trường phái khác nhau kết hợp, chắc chắn sẽ rất thú vị. Hơn hết cũng là dịp chúng ta được gần gũi âm thanh, cây đàn quý hiếm vài trăm năm tuổi của những tập đoàn, thương hiệu lớn như Cunarius, Johnny Vargas, Guadagnini, Galliano Storioni, Colin Mazin. Như vậy là Cẩm Tú vừa chuyển đến cho các bạn những tin tức âm nhạc nóng hổi nhất trong tuần qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ là like, share và subscribe kênh YouTube của Việt Thương Music để có thể cập nhật những tin tức âm nhạc nóng hổi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.